Rồi, xin kính chào tất cả anh em đã đến với show Bộ Tùng Trần Đạt nha anh em. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mới bên mình. Đó là hai cái bộ ron ở đây anh em ơi. Thì bên tay trái này là cái bộ ron màu xanh dương này anh em. Đó, bộ này là của Quay 110 Thái nha anh em. Bộ này thì chúng ta gắn được cho rất là nhiều cái đời xe khác nhau. Ví dụ như là Future 1 hoặc là Quay Alpha, Super đời cao nha anh em. Đó, thì đều gắn được nha. Đó, còn bên này là cái bộ màu đen này anh em, cái chỗ này này thì bộ này là của rim Thái nha anh em, chúng ta gắn được cho rim Thái cũng như là Super đời đầu nha anh em. Đó, thì nhớ anh em chơi rim Thái hay là Super đời đầu thì có thể mua bộ này. Thì một bộ ron như vậy thì nó gồm những cái gì thì đây mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nha. Thì nó gồm có ron lốc này, ron lốc này màu xanh này, này ron này là ron chỗ lòng này anh em, ron lòng nè. Đó, những cái ron lòng ha, có cả những cái ác cargo cho anh em luôn, rất là đầy đủ ha. Đó, đây có cả ron của lốc bơm nhất rồi giữa rồi này. Đó, rất là đầy đủ cho anh em nha, chúng ta mua về là gắn vô trọn bộ luôn, không có phải suy nghĩ là thiếu ron nào hết. Bộ này là của Thái Lan nha anh em, Thái Lan sản xuất nha. Rồi đó, rồi bộ này là một bộ mình bán với giá là 150 một bộ nha, giá rất là hữu nghị cho anh em rồi ha. Với một cái bộ tem chất lượng Thái Lan đảm bảo anh em là bao cho anh em là như tem zin luôn, giống y hệt như là cái những cái bộ ron zin của chúng ta xài trong xe luôn nha, chất lượng rất là cao. Xe mình cũng đang xài một bộ của Future anh em. Đó, bao anh em là chất lượng rất là tốt luôn. Đây, còn bên này là bộ của Quay 110 Thái này anh em. Đấy, Quay 110 Thái thì cái ron chỗ lòng này nó sẽ là màu đen nha anh em, còn bên này đó là ron bạc mà, ron màu màu nhôm đấy. Anh em thấy không? Mình sẽ quay cái lớp này cho anh em sẽ thấy nó rất là dày nha. Đó, được đóng gói rất đẹp nha anh em. Đây, mình sẽ rút ra cho anh em xem nha. Đó, được đóng gói rất là kỹ càng, rất là đẹp. Đó. Anh em có thể thấy không? Đó, màu sắc cũng rất là đẹp nha anh em. Chúng ta mua về là gắn lên xe là rất là chuẩn. Đây, mình sẽ quay những cái chi tiết góc, bo góc cho anh em thấy. Thấy không? Bò góc rất là đẹp nha anh em, không có cái hiện tượng mà bị dư hay là bị thừa ra nha. Anh em thấy không? Đó, nó bò góc rất là đẹp luôn, rất là chuẩn chứ không có phải là bị dư hay là bị lòi những cái chi tiết cắt không có đẹp ra nha. Đó, mặt sau này. Đó, đầy đủ thông tin cho anh em luôn nha. Cái này là made in Thái Lan đàng hoàng nha anh em. Đó, rất đẹp. Đó. Cả hai bộ này mình bán thì với giá 150 ngàn một bộ nha anh em nào mua có thể liên hệ mình ha. Đó, có hai bộ ron ở đây, hai loại. Anh em nào mua số lượng lớn có thể liên hệ mình nha. Số lượng lớn luôn luôn có giá tốt cho anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, hy vọng được gặp anh em ở những clip tiếp theo. Đây, tem này thì nó có những cái tiêu chuẩn luôn này anh em. Này, ví dụ như tiêu chuẩn là ISO 9000 này, rồi những cái tiêu chuẩn gì của Thái Lan này anh em. Đó. Rất là hay ha. Mình thấy cái bộ tem này chất lượng rất là cao rồi nè. Mình gắn cho xe thì thấy nó cũng không có bị lòi những cái chi tiết ra, cũng như là mình gỡ ra mình cũng không rát luôn nha. Rất là tốt, giống như ron zin vậy đó. Đó, này có tem chống giả cho anh em luôn nè. Anh em thấy không? Đó, nên yên tâm nha, bộ này bao chính hãng cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Anh em thấy clip này hay thì ở đăng ký kênh cho mình nha. Shop Phụ Tùng Trần Đạt, số điện thoại 0915 434 973, địa chỉ số 49-1 đường TL51, phường Thạnh Lộc, quận 12. Rồi, anh em mua có thể liên hệ mình ha, một bộ 150 ngàn, có ship xa cho anh em luôn. Anh em mua 10 bộ sẽ có giá tốt cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.